Giờ đi coi đào hang. Đào hang bắt cá. Ở trước nhóc trường trước. Gần á. Hết rồi đó, sắp nổi. Qua ông Lăng ơi bạn. Nhiều kiếm giờ quá. Qua ông Lăng giờ này. Giờ mấy rồi chặt. Tới bên này luôn nè. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Sao? Đúng rồi đó. Nè. Kiện luôn con kìa. Sẵn đây. Rồi. Kê kiện cá rồi á. Ủa. Đó đó. Đó đó. Vừa đóng cá. Ok đó. Ra được. Ra được ơi. Ơi, ừ hay lắm. Nó chạy rau luôn đó. Nó vô đâu đây. Hả? Nó đâu nó nè. Đó, đầu lên đó. Hôm nay có con mày. Phải rồi, nãy vô con rồi, có con nhiều. Cái mé này kiếm mé coi. Ông nào mà nặng dữ vậy trời. Phải không? Rồi ba con nội ơi. Đâu đứng. Cái đâu đứng. Đó, đầu đó. Cái nhỏ không ơi. Cái này cái trắng gặt nè. Trời ơi, bốn con rồi. Ủa con cá lóc. Cá lóc nữa. Tao bắt cá lóc rồi nó về. Đó. Cái con cá lóc kìa. Đó nó chơi đó kìa. Thôi rồi. Rồi, bắt cá lóc rồi, bắt cá chơi đó. Dư. Rồi, cái chơi này miếng ngon nè. Bỏ đi. Để xuống nó xuống đi rồi sao? Bỏ đi cho tôi. Bắt cho. Con nước được. Con nước còn chơi trắng mà. Con mới đá mà. Con trắng luôn á. Con gì đấy nước. Toàn con chơi rồi kìa, toàn con bệnh luôn rồi. Thiệt ông bên này chết cây thiệt. Ủa mà hồi chiều qua ông đi tao là bả bữa nay. Bữa nay gặp mấy mày vớt hết. Là mày vớt rồi rồi sao nữa có gì. Rồi nhỏ nhỏ bỏ đi. Kè tát mương bên đó nữa kìa. Rồi. Rồi. Ôi, cần sọt không xong nữa rồi. Đâu trường rồi, chưa. Nè, nhấc lên nè. Bự trước đi. Đầu cổ luôn. Con cái giật nó đâu cái giật. Nó kêu luôn hả vợ? Rồi. Rồi trắng là lột luôn, lột cái đó chút vậy. Nè qua đây nè. Có con trắng không? Trắng nó lớn như mấy cái này mới ngon nè. Cá nó ngon hơn. Hang bả đây, con hang bả. Thấy cái bự nó nè, mỏ mà. Con hang bả đó, con hang bả đây. Đây là đội quân xem bắt cá. Nắng quá. Không.